Xin chào các bạn, hôm nay kênh Bác sĩ Online sẽ nói về bệnh ung thư thanh quản, bao gồm dấu hiệu, các giai đoạn, chữa bằng y học hiện đại, chữa bằng thảo dược. Dấu hiệu nhận biết ung thư thanh quản. Thứ nhất, khàn tiếng. Nếu triệu chứng khàn tiếng kéo dài trên 3 tuần, đặc biệt ở độ tuổi lớn hơn 40 tuổi, cần đi xét nghiệm. Thứ hai, ho. Thứ ba, khó thở. Thứ tư, khó nuốt. Thứ năm, sút cân. Các giai đoạn của ung thư thanh quản. Giai đoạn 0 còn gọi là ung thư biểu mô tại chỗ. Trong giai đoạn này, các tế bào bất thường được tìm thấy ở tại thanh quản có khả năng phát triển thành ung thư và lan rộng vào gần các mô bình thường. Giai đoạn 1. Ở giai đoạn 1, về cơ bản, ung thư đã hình thành và chỉ được tìm thấy trên thanh quản mà chưa lan ra các hạch bạch huyết và cơ quan lân cận. Giai đoạn 2. Ở giai đoạn 2, khối u cũng chỉ được tìm thấy ở trên thanh quản. Giai đoạn 3. Ung thư thượng thanh môn. Ung thư chỉ có thanh quản ở mô kế cạnh của thanh quản. Giai đoạn 3. Ung thư thanh môn. Ung thư chỉ ở thanh quản và hai dây thanh không di động bình thường. Giai đoạn 3. Ung thư hạ thanh môn. Ung thư chỉ có ở thanh quản và hai dây thanh không di động bình thường. Giai đoạn 4. Giai đoạn 4A. Ung thư lan rộng qua sụn giáp, mô trước thanh quản như cổ, khí quản, tuyến giáp hoặc thực quản và có thể lan vào hạch ở cùng bên cổ với khối u xuất phát hạch nhỏ hơn 3 cm. Giai đoạn 4B, ung thư lan rộng vào khoảng trước cột sống và quanh động mạch cảnh, có thể lan rộng vào một hoặc nhiều hạch bạch huyết ở bất cứ nơi nào ở cổ, hạch có kích thước bất kỳ. Giai đoạn 4C, ở giai đoạn này, ung thư lan rộng vào phía trước của thanh quản và các phần khác trong cơ thể. Phương pháp điều trị ung thư thanh quản bằng y học hiện đại. Phương pháp phẫu thuật. Phẫu thuật bảo tồn, cắt bỏ phần thanh quản. Sau phẫu thuật này, người bệnh có thể phát âm thở theo đường sinh lý tự nhiên, phẫu thuật tiệt căn, cắt bỏ thanh quản toàn phần. Sau phẫu thuật này, người bệnh phải thở qua lỗ khí quản trực tiếp khâu nối ở vùng da ở cổ và phát âm không qua đường sinh lý tự nhiên được. Phương pháp điều trị bằng xạ trị. Việc sử dụng các nguồn tia xạ để điều trị các khối u ác tính là một trong những biện pháp quan trọng và cơ bản, nhất là các u thuộc phạm vi ở vùng đầu cổ. Điều trị xạ trị đơn thuần. Điều trị xạ trị phối hợp với phẫu thuật có thể trước hoặc sau phẫu thuật hoặc phối hợp xen kẽ xạ trị phẫu thuật xạ trị. Nấm lim xanh chữa ung thư thanh quản. Tác dụng: nấm lim xanh giúp khống chế tế bào ung thư, không cho tế bào này lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể, làm tăng sức đề kháng của cơ thể người bệnh, phục hồi các tổn thương do bệnh lý, giảm các cơn đau do vùng thanh quản bị tổn thương, làm chậm quá trình phát triển của các tế bào ung thư. Cách dùng: ta lấy khoảng 30g nấm linh chi, đem sắc với khoảng 2 lít nước, đem đun với đến khi còn 1,5 lít nước thì dừng lại. Sau đó lấy nước nấm lim xanh uống thay nước hàng ngày. Lưu ý: vào mùa lạnh, ta nên giữ ấm mũi và cổ họng khi tiếp xúc với không khí bên ngoài, luôn giữ ấm bằng cách choàng khăn. Ta có thể ngậm chanh, ngâm mật ong, ngậm tắc, ngậm đường phèn, uống nước đun từ nấm lim xanh để giữ ấm cho thanh quản. Chúc bạn và gia đình luôn sống vui khỏe mỗi ngày.